Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV. Như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những thông tin nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Văn Quyết là cái tên mà rất nhiều người sẽ bất ngờ nếu như lần này huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên với những ai mà đã quan tâm và theo dõi sát sườn bóng đá Việt Nam thì không hề bất ngờ một chút nào vì Văn Quyết đang có một phong độ rất tốt. Ngày hôm qua anh đã sánh vai được với kỷ lục ghi bàn của Lê Công Vinh tại đấu trường V-League và chắc chắn rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik không thể bỏ qua cái tên Văn Quyết ngoài ra những cái tên nào liệu sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam đợt tháng 10 tới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu so với đợt tập trung hồi tháng 9 HLV Kim Sang-sik có thể thay đổi nhiều nhân sự ở đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Ấn Độ và Liban sắp tới chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với Ấn Độ và Liban trong dịp FIFA Day tháng 10 HLV Kim Sang-sik dự kiến công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong vài ngày tới lần này các cầu thủ của 3 vòng vi league để làm nóng và đây cũng là cơ sở giúp viên Kim Sang-sik lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam theo tiêu chí quan trọng là phong độ của các cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể đưa ra những quyết định bất ngờ. Ở trận Hà Nội FC thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 tối ngày 29 tháng 9, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cán mốc 116 bàn thắng ở V-League, cân bằng kỷ lục của Lê Công Vinh. Có lẽ chân suốt sinh năm 1991 sớm vượt qua người đàn anh bởi Văn Quyết còn thi đấu nhiều mùa giải nữa mới giải nghệ. Đây là bàn thắng thứ hai của Văn Quyết ở V-League 2024-2025. Trước đó, ở trận mở màn, tiền đạo số 10 ghi bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC đánh bại Bình Định. Với phong độ ấn tượng, một lần nữa câu chuyện Văn Quyết có được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hay không được nhiều người bàn tán. Huấn Kim Sang-sik từng thừa nhận đội tuyển đang thực sự khát tiền đạo giỏi, nhưng ở hai lần tập trung hồi tháng 6 và tháng 9, ông đều ngó lơ Văn Quyết. Lần này, trong khi nhiều chân sút nội đang mờ nhạt và tịt ngòi, nếu huấn Kim Sang-sik tiếp tục bỏ qua Văn Quyết sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Bản thân thủ quân Hà Nội FC cũng luôn khao khát khoác áo đội tuyển quốc gia. Trái ngược với phong độ ấn tượng của Văn Quyết, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lại khiến tất cả phải thất vọng. Ở ba trận đấu vừa qua tại V-League, quả bóng vàng Việt Nam 2023 đều được ra sân thi đấu nhưng vai trò lại quá mờ nhạt. Hiện chưa rõ vì sao Hoàng Đức lại đến mất phong độ, nhưng rất có thể anh bị mất tập trung bởi câu chuyện đi ở tại Thế Công Việt Theo với những gì đã thể hiện. Tiền vệ người Hải Dương có nguy cơ chỉ đóng vai phụ khi huấn luyện viên Kim Sang-sik lên danh sách tập trung. Ngoài hai trường hợp của Văn Quyết và Hoàng Đức, danh sách tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ với sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ và tân binh. Bên cạnh đó, những cầu thủ vắng mặt khá lâu ở tuyển Việt Nam như Đình Bắc cũng có thể được huấn luyện viên Kim Sang-sik cân nhắc chuẩn bị cho hai trận đấu trong đợt FIFA đây tháng 10, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5 tháng 10 sau khi 5 trên 7 trận đấu tại vòng 4 V-League 2024-2025 kết thúc. Theo lịch thi đấu, thay cho Hồ Lê Kim sang Sích sẽ thi đấu với Ấn Độ vào ngày 9 tháng 10, sau đó gặp Li Bang vào ngày 15 tháng 10. Trận đấu Ấn Độ và Li Bang diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Các trận đấu đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường. Trong khi các cầu thủ của chúng ta đang rất khát khao lên đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng triệu tập để có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam vào dịp tháng 10 tới đây, thì một trường hợp khác rất được người mộ bóng đá quan tâm đó chính là trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu lúc này đang điều trị chấn thương bên Hàn Quốc đang chạy đua với thời gian để có thể bình phục, công hiến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam và mới đây thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt bên Hàn Quốc và xác nhận và chia sẻ những thông tin liên quan đến tình hình chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu thông qua trang cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo đã thông báo tin vui về hậu vệ Đoàn Văn Hậu cụ thể trong bài viết vừa xuất hiện trên trang cá nhân sáng ngày 30 tháng 9. Hồ luyện viên Park so viết Văn Hậu sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn trước, sẽ sớm thôi. Hiện tại, Văn Hậu đang tập vật lý trị liệu với các chuyên gia bên Hàn Quốc. Đây là các chuyên gia do chính huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik giới thiệu. Cầu thủ người Thái Bình hiện vẫn chưa thể xác định cụ thể thời điểm bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể trở lại sân còn tập luyện cũng như thi đấu. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội hy vọng sau chuyến đi lần này sẽ giúp anh điều trị rất điểm chấn thương. Trong quá khứ, Đoàn Văn Hậu từng là lựa chọn số 1 của Hồ cho vị trí hậu vệ biên trái ở đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đáng tiếc là sau khi trở về từ Hà Lan, Văn Hậu liên tục gặp chấn thương nặng và không có nhiều cơ hội thi đấu đỉnh cao. Trận gần nhất của Hậu ở V-League là ngày 27 tháng 8 năm 2023 trước khi anh phải nghỉ thi đấu các mùa giải 2023-2024 ở cấp độ đội tuyển. Văn Hậu đã không đá trận nào thuộc giải chính thức cho đội tuyển Việt Nam kể từ AFF Cup 2022. Anh bỏ lỡ Asian Cup 2023, vòng loại World Cup 2026. Điều này cũng khiến ngôi sao người Thái Bình chưa có dịp làm việc với cả huấn luyện viên Chu Dê lẫn ông Kim Sang-sik không chỉ đồng hành cùng đoàn văn hậu ở Hàn Quốc để giúp cho đoàn văn hậu có thể điều trị một cách tích cực nhất. Lúc này thì nhiều tin đồn cho rằng cổ động viên của Trung Quốc đang rất mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo thay thế huấn luyện viên Jankovic để giúp cho đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại thứ ba World Cup để hướng tới một kỳ vòng loại World Cup thành công. Với những sự hạn chế về trình độ, đội tuyển Trung Quốc đang thi đấu khá tệ tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khi để thua không tưởng Nhật Bản tới 0-7 rồi thua tiếp 1-2 trước Ả Rập Xê Út trên sân nhà ở lượt đấu thứ hai. Trước tình hình này, thầy trò huấn luyện viên Ivan Kovic buộc phải thắng Australia ở lượt trận thứ ba bảng C diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây nếu không muốn rơi vào khủng hoảng. Đội tuyển Trung Quốc không được phép thua thêm, nếu không, khoảng cách với các đối thủ sẽ càng rộng thêm và cánh cửa World Cup có thể khép lại với toàn đội. Tờ Sohu Sport bình luận, thành tích thi đấu yếu kém của đội tuyển Trung Quốc cũng khiến cho ghế nóng của huấn luyện viên Ivan Kovic bị lung lay dữ dội. Trong thời gian qua, đã có không ít những chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc hướng tới nhà cầm quân này sau hai trận thua vừa qua. Vì thế trong trường hợp không có kết quả khả quan trước Australia và Indonesia ở hai trận đấu tiếp theo tại bảng C, thì rất có thể ông Ivan Kovic sẽ bị sa thải. Và hiện tại đang có những ý kiến ủng hộ huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Với việc lúc này ông Park vẫn đang rảnh tay, nhà cầm quân này hoàn toàn có thể gật đầu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Với những thành tích khá ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam trước đây trong đó có các chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Trung Quốc lẫn U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được nhiều sự ủng hộ để ngồi vào ghế nắm của đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến không đồng tình và hy vọng liên là bóng đá Trung Quốc sẽ tìm một nhà cầm quân trẻ đến từ châu Âu, cụ thể là ở các nước Tây Ban Nha, Đức hoặc Pháp để nâng tầm đội tuyển quốc gia nước này thay vì đặt niềm tin vào ông Park Trong khi bóng đá Trung Quốc đang gặp khó tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 thì với bóng đá Việt Nam của chúng ta, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức lần đầu tiên sau 14 năm không có tên trong vòng chung kết U20 châu Á khi đã để thua U20 Syria trong trận cầu trên sân vận động là Trạch. Trận thua 0-1 chiếc series khiến U20 Việt Nam không giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2025. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên mà một đội bóng cấp độ U19 U20 Việt Nam không thể vượt qua vòng loại giải châu Á kể từ năm 2008. Trước đây, giải U20 châu Á có tiền thân là giải U19 châu Á và được tổ chức 2 năm một lần. U19 Việt Nam lần đầu dự vòng loại năm 1996 nhưng không thành công. Năm 2002, U19 Việt Nam lần đầu giành quyền dự vòng chung kết U19 châu Á dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh. Đến năm 2008, U19 Việt Nam lại không có vé dự giải đấu. U19 Việt Nam khi đó rơi vào bảng đấu quá khó, với sự hiện diện của Australia và Hàn Quốc. Thế nhưng, những người đàn anh nhiều năm về trước vẫn kịp đánh bại đảo Guam với tỷ số 17-0. Kết quả này được xem là kỷ lục về chiến thắng cách biệt mà bóng đá trẻ Việt Nam từng lập nên trong suốt thời gian dài. Nhiều năm sau đó, các thế hệ cầu thủ như Văn Quyết, Quốc Phương, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh hay Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đều rất dễ dàng vượt qua vòng loại. Trong lần được thi đấu trên sân nhà, U20 Việt Nam lại chơi thất vọng. Kết thúc vòng bảng, U20 Việt Nam thắng 3 và thua 1. Theo quy định, kết quả với các đội bét bản sẽ được loại bỏ khi so sánh thành tích của các đội xếp thứ nhì, có 5 bảng 4 đội và 5 bảng 5 đội. Do đó, U20 Việt Nam có 6 điểm và hiệu số dương 5, chỉ xếp thứ 6 trong 10 đội nhị bảng. Đội tuyển có những hội rất tốt nhưng không tận dụng được. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ, các em đã chơi theo chỉ đạo của ban huấn luyện, chơi rất tốt. Hai cầu thủ tiền vệ của tôi chơi rất tốt, quá được những pha dê dắt của những cầu thủ đột biến bên phía Syria. Ban thua của đội tuyển đến từ pha bóng kém may mắn chúng tôi cần chấp nhận kết quả này và sẽ chờ kết quả từ những bảng đấu khác. Huấn luyện viên Huấn Vinh phát biểu. Sau sao, đây cũng là bài học cho các cầu thủ trẻ để họ tiếp tục kiên trì tập luyện và đầu cho tương lai. Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, không loại trừ VFF sẽ phải tìm kiếm một phương án nhân sự mới thay cho huấn luyện viên Yên Vinh. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.